Thưa quý vị, chính quyền Mỹ ra quy định cấm cơ quan liên bang mua thiết bị quan trọng từ Huawei và nhiều công ty của Trung Quốc. Quy định này không cho phép bất kỳ nhà thầu nào thuộc các cơ quan liên bang từ 13 tháng 8 mua những thiết bị công nghệ viễn thông được coi là thành phần quan trọng hay là công nghệ trọng yếu của bất cứ hệ thống nào được sản xuất bởi công ty Trung Quốc, bao gồm Huawei, ZTE, Hytera, Hangzhou, Hikvision và Dahua. Quy định này đã là việc thực thi lệnh cấm trong đạo luật ủy quyền quốc phòng được Quốc hội thông qua vào đầu năm. Các lệnh miễn trừ được cơ quan chính phủ Mỹ xem xét theo từng trường hợp cụ thể trong thời gian tới là thời gian 2 năm hoặc do Giám đốc Tình báo Quốc gia xem xét. Đây là hành động mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Huawei, vốn được các quan chức Mỹ khẳng định có liên quan tới chính phủ Trung Quốc. Lệnh cấm cũng được đưa ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang leo thang, khiến cho các nhà phân tích quan ngại về tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu.